nay tiếp tục được rèn kỹ năng ôn thi toán kỳ 1 cho các em nhé. Vậy thì các em quan sát vào đề nhé. Rồi các em quan sát được câu số 1 nha. Người ta yêu cầu tính a. Cái câu đầu tiên quá dễ rồi ha. Khai căn bình thường thôi được rồi. Căn 121 mang ngoài bằng 11, căn 16 mang 4, 4 nhân 2 bằng 8, đúng không? Vậy đáp số bằng 3. Ở đây hàng trước em. A bình trừ b bên a bằng a cộng b nhân a trừ b. Có nhiều em tính lũy thừa lên trừ đi cũng được, không sao nha. Như nào thức cho nó mau. Bằng a cộng b lấy hai này cộng này bằng 121, trừ đi nhân a trừ b này trừ đi bằng 1. Mày vẫn là 121 đúng không? Mày khỏi căn bằng 11 đúng không? Quá đơn giản. Câu C các em. Căn a bình phương thì mang ngoài bằng giá trị tuyệt đối của a. Căn 5 trừ 2 lớn không? 2 là bằng căn 4. Lớn không thì mang ngoài chính nó. Vậy là căn 5 trừ 2. Còn nếu nhỏ hơn không thì phải giá trị tuyệt đối mình nhân thêm một dấu trừ nữa nha. Đó. Rồi, khai căn 32 đâu em? 32 chia 2 bằng 16, 16 là 4 bình phương. Mang ngoài bằng 4 căn 2. Đúng không? 4 nhân 2 bằng 8 căn 2. Em nào không nhận được hãy tính chỉ dùng. Đó. 98. Em lấy 98, em chia 2. Đúng không? Thì bằng 49. 49 nó phải 7 bình phương không? Mang ngoài bằng 7 căn 2. Đúng không? 18 chia 2 bằng 9, 9 là 3 bình, mang ngoài 3 căn 2. Và 3 x 3 bằng 9 trừ 9 căn 2. Quá đơn giản đúng không? Này còn âm 1 phải đáp số à. 7 trừ 1 để bằng 6 căn 2. Vậy các em quan sát câu 2 nha. Người ta yêu cầu vẽ hai hàm số này trên cùng hệ trục lao động. Đầu tiên được vẽ hàm. Đầu tiên nó cho f bằng 0 vô để nó cắt trên trục tôm nha các em. Cho f bằng 0 y bằng b, 5 cho 5 mau. Rồi sau đó cho y bằng 0 thì x bằng trừ b trên a. Vậy là trừ 5 chia cho trừ 2. Vậy là 5 phần 2. Đó. Tương tự bên này cũng vậy luôn. Đầu tiên nó cho x bằng 0. Học cuộc công thức cho nhanh. Y bằng b là 2 nha. Cho y bằng 0, suy nghĩ bằng trừ b trên a. Vậy là trừ 2 chia cho 1. Vậy là trừ 2. Rồi tôi vẽ nha các em. Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ OXY. Đầu tiên cho x bằng 0, y bằng 5. Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Tích trên này em ạ. Khá cao đó ha. X bằng 0, y bằng 5 là trên đây này. Cho y bằng 0, x bằng 5 phần 2. 5 phần 2 là 2 ô rưỡi các em nha. Cho y bằng 0. Đây, 2, 5 phần 2 nằm đây nè. Đó. Sau đó anh lấy thước em đặt vô nè. Em kéo vô. Đây là đường thẳng tên là y bằng âm 2x cộng 5. Rồi. Cho x bằng 0, y bằng 2. Tiếp tục là này. Cho x bằng 0, y bằng 2 nằm đây. Cho y bằng 0, x bằng âm 2 nằm đây nè. Rồi là thước nối cho các em. Các tôi nghĩ nó cắt cũng khá đẹp rồi, cắt này đẹp luôn à. Rồi, nha các em nha. Rồi, nói cho nè. Đây, theo tôi nó cắt rất là đẹp chỗ này nè. Y bằng x cộng 2. Đó, vẽ xong nữa ha. Rồi, người ta nói nè. Xác định tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng này. Cô B, em lấy hai cái y này bằng nhau này. Dẫn hai cái đuôi này bằng nhau. Em sẽ tìm ra phần độ giao điểm. Vậy thì muốn tìm được độ giao điểm, em hãy đọc cái câu này vô. Câu thần chú này vô nha. Hoành độ giao điểm hai hàm số này. Rồi em đặt hai cái đuôi này bằng nhau cho tôi. Âm 2x cộng cho 5 bằng x cộng cho 2. Giải phương trình chuyển vế quá thôi. Đúng không các em? Đó. Rồi mình chuyển vế quá ha. Cộng chuyển qua là trừ, vậy là trừ 3x cộng 5 chuyển qua là trừ 5 mà 2 trừ cho 5 thì bằng âm 3. Wow, đẹp, x đẹp rồi nè. Âm 3 mà chia cho 3, âm 3 thì đáp số bằng 1. X bằng 1 thì y bằng mấy? Thế vào đây. Thế đây đi nhá, 1 cộng 2 bằng 3. Còn thế vào đây được nè. 1 nhân âm 2 bằng âm 2 mà âm 2 cộng 5 cũng bằng 3. Kết luận, vậy tọa độ giao điểm hai hàm số là A có độ, người ta muốn yêu cầu chữ A thì đặt thêm chữ A thôi nha. Đây là A nè. Mở ngoặc ra x trước x bằng 1 y bằng 3.
đúng không? Nhìn vào đúng không? Ô đúng một ô, nhìn ngang đúng vào, đúng rồi. Câu C. Xác định hàm số đi qua gốc tọa độ O và điểm E. Wow, bài này khá hay nha anh em. Em, các em học trong chương trình các em có hai hàm số, hay là có hai loại đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất, này có trường bị lộn điều này. Đường thẳng thứ nhất trong chương trình lớp 7 học là đường thẳng Y bằng AX. Lớp 9 mình học thêm đường thẳng này. Đường thẳng này là gì? Đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Còn đường thẳng này là cách trục hành và trục gì? Tung. Vậy người ta yêu cầu là em học kỹ đề cái đường thẳng này là đường thẳng nào. Em, một trong hai đường thẳng không biết đường thẳng nào đây. Vậy em quan sát câu C. Em hãy xác định hàm số có đồ thể đi qua ô, đi qua gốc tọa độ đúng không? Vậy cái hàm số cần xác định là hàm số này chứ không phải hàm số này. Em hiểu ý nó không? Vậy đầu tiên gọi hàm số nha đi qua gốc tọa độ O là Y bằng AX. Mà em học rồi, đi qua điểm, rồi cái hàm số thì đi qua điểm này, thì điểm này làm sao hàm số? Wow. Thế vào tìm ra A, kết luận mình chỉ cần cần tìm nha. Vậy bài này rất đơn giản, chỉ tìm A thôi. Mà muốn tìm ra rất là đơn giản, đường thẳng đi qua điểm A nè. Đi qua điểm A, mà A có tọa độ không? Có, 1, 3. Mà lý thuyết mình học rồi, đường thẳng đi qua điểm, thì điểm thuộc đường thẳng nha. Vậy đầu tiên, các em quan sát câu C. Đầu tiên em gọi nha, đường thẳng đi qua nha, đi qua gốc tọa độ đó các em, gốc tọa độ nhớ nha, đường thẳng đi qua gốc tọa độ là Y bằng AX. Rồi chú Hàng, giờ tôi mới trình bày này. Ta có đi qua gốc tọa độ O và đi qua điểm A luôn. Mà đi qua điểm A thì điểm A phải thuộc nó. À, đường thẳng này là dễ làm nhất nha. X đây là Y nè, Y bằng 3. A đang cần tính, X là bằng số 1. Vậy tương đương A bằng 3. Kết rồi. Vậy đường thẳng cần tìm này nha. Xác định hàm số có tọa độ nha. Vậy đường thẳng hay hàm số có dạng cũng được. Vậy đường thẳng có dạng. Y bằng thế vô bài. Đây là đường thẳng cần tìm. Để quan sát đến câu số 3 nha. Yêu cầu tìm nghiệm tổng quát của phương trình 2x trừ y bằng 1 và vẽ đường thẳng biểu diễn tổng nghiệm của nó. A mà tìm nghiệm tổng quát. Cái phần này nó nằm trong sách của kỳ 2 nhưng mà vẫn nằm trong chương trình học kỳ 1 nhé các em. Vậy đầu tiên nè, muốn tìm nghiệm tổng quát của phương trình AX cộng BY bằng C rất đơn giản. Một là cho x thuộc R thì sẽ biểu diễn x theo y, hoặc là cho y thuộc r biểu diễn y theo x, đó tùy các em ha. Vậy thì đầu tiên các em ghi là nghiệm tổng quát nè, nghiệm tổng quát của phương trình 2x trừ y bằng 1 nha. Rồi là cho x thuộc r đi các em, suy ra y bằng, muốn tìm số trừ ta lấy số bình trừ, trừ đi hiệu nha. Vậy thì lấy 2x trừ đi 1. Rồi người ta yêu cầu vẽ cái đường thẳng này, mà đường thẳng này chính là đường thẳng y bằng ax cộng b đó các em, đúng không? Vậy thì vẽ luôn chỗ này nha, y bằng 2x trừ 1. Đầu tiên tôi cho x bằng 0 vào đi để cho nó cắt trên trục tung. Y bằng âm 1, cho y bằng 0, suy lấy bằng trừ b trên a, trừ với cái trừ biến thành cộng 1 phần 2, a là 2. Sau đó em vẽ thôi nha, em đọc lên cho em vẽ này, vẽ theo trục độ ô đi dọc, cho x bằng 0, y bằng âm 1, bằng 0, y bằng âm 1 đây nè, cho y bằng 0, x bằng 1 phần 2, y bằng 0, x bằng 1 phần 2, đây. Đại thương rồi. Đây, biểu diễn nghiệm của nó đây. Nghiệm của đường thẳng này y bằng 2x trừ 1.
Và em có thể vẽ đường hàng này không phải nhất thiết lúc nào chỗ x bằng 0, y bằng 1, chỗ y bằng 0, x bằng 1, 2 nha. Em có thể làm nghiệm tổng quát của nó là ví dụ em chỗ x bằng 1 ở đây nha. À, chỗ x bằng 0 cũng được, hoặc chỗ x bằng 1 ở đây em tìm ra một tọa độ điểm, đúng không? Rồi tiếp tục em cho tiếp tục giá trị x tiếp theo, em tìm ra tọa độ điểm tiếp theo. Rồi em nối vô hai cái tọa độ điểm đó nha, là được. Vậy thôi. Đó. Và nhớ phải vẽ cắt trục hoành và trục tung luôn nha các em. Rồi các em quan sát vô bài toán hình nhỏ nha, của bài 3B ha các em nha. Đó, 3B. À, cho tam giác ABC vuông ha, có AB bằng 3, AC bằng 4. Kể đường cao AH và phi phân giác AK nha. Và tiếp tiền cho vẽ hình trước cho các em. Các em quan sát này. À, các em vẽ tam giác vuông nằm giùm tôi nha. Không cần vẽ đúng tuyệt đối, đúng tỷ lệ 3, 4 đâu nha các em. A, B, C. Đây là 3, 4 nè. Em rất muốn nha. Đường cao AH nè các em. Đường phân giác nha. Đường phân giác AK. Rồi. Phân giác khi hiểu cho nha ha. Mà khi em vẽ phân giác của góc thì các em nhớ nó có khả năng rất là cao liên quan đến tính chất phân giác của một góc nha. Vậy thì đầu tiên người ta yêu cầu là các em tính gì đây? Quá dễ đúng không em? Tính BC, tính AH và BK. BC thì quá dễ rồi, dùng định lý Pythagore rồi. AH cũng dễ luôn. Và có một bài BK hơi phức tạp một chút xíu này các em. Muốn tìm BC dùng định lý Pythagore đúng không? Bình phương thành nguyên bằng tổng bình phương các cạnh tam vuông trong năm giác vuông. Rồi, vậy thì em ghi ra này. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC. Bình phương cạnh nguyên là BC bình bằng tổng bình phương các cạnh tam vuông bằng 3 bình cộng 4 bình bằng 25. Em nhanh em bỏ bình phương lấy căn luôn cho nó khỏe ha. Căn 25 bằng 5 luôn. Đó. Tính AH. Tính AH ở đây các em có tổng cộng ít nhất có hai cách tính. Cách thứ nhất em dùng định lý thứ ba. Dùng hệ thức lửa. Trong tam giác vuông, tích chiều cao ứng với cạnh này bằng tích ra cạnh vuông. Cách này là cách nhanh nhất. Nha. Em còn một cách nữa là định lý 4 á. Nghịch đạo bình phương đường cao ứng với cạnh hình này bằng tổng nghịch đạo bình phương các cạnh góc gì? Buồn. Một dùng định lý 3, hai dùng định lý 4. Nhưng mà tôi khuyên em dùng định lý 3 này dễ hơn nha. Vậy thì các em bây giờ áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC. Tích chiều cao với cạnh huyền nha, ứng với cạnh huyền là BC đó, mà BC tính bằng 5 bằng tích hai cạnh góc vuông là 3 nhân 4 tương đương AH bằng em lấy 12 chia cho 4, 12 chia cho 5 kìa, đúng không? Thì được 2,4 rồi. Rồi AH rồi, tính BK. BK là từ đây đến đây nè em. À, một tính BK. Ồ, BK liên quan đến gì em? AK là phân giác mà. Em phải nhớ đến tính chất của phân giác nha, ở trong bài hình lớp 8 hoặc kỳ 2 các em học đó. Nha. Tuy phân giác của một góc đúng không? Chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ. Đó, hai đoạn thẳng tỷ lệ là có nghĩa đoạn này trên đoạn này. Với hai cạnh kề nó là AB trên AC. Em dùng tính chất phân giác kết hợp giải tỉ số bằng nhau là tức hình là BK. Nhớ nha. Nha. Vậy thì các em coi tôi hướng dẫn này. Áp dụng tính chất phân giác góc A, ta có BK trên KC bằng AB trên AC các em nha. AB bằng 3, AC bằng 4. Rồi tôi sẽ chuyển này nè, chuyển 3 xuống kéo KC lên.
Vậy thì tôi viết này là BK trên 3 bằng KC trên 4. Sau đó dùng tính chất giá trị số bằng nhau, tôi cộng lại, tôi lấy BK, tôi cộng KC. Giới là 3 cộng 4, đúng không? BK cộng KC, BK cộng KC chính là BC, mà BC bằng 5 phần 7. Xuống hẹp, BK phần 3, bằng 5 phần 7. Dễ dàng chưa các em? Vậy xuống hẹp BK chia 3, các em chuyển lên là nhân 3. Vậy thì các em lấy 5 phần 7, em nhân cho 3, các em được đáp số bằng 15 phần 7 cm. Các em chuyển lên bằng. Các em quan sát đến bài toán hình chính nha các em. Cho hai đường tròn tâm O và O phẩy tiếp xúc ngoài nha. Tiếp xúc ngoài tại điểm M, kẻ tiếp tuyến chung trong nha. Mà tiếp tuyến chung ngoài chứ. AB, A thuộc đường tròn tâm O, B thuộc đường tròn tâm O phẩy. Và tiếp tuyến chung trong tại M cắt tiếp tuyến chung ngoài AB tại K. Bài lên cũng hình khá dài không? Vậy thì tôi phân tích này. Đầu tiên tôi vẽ hai đường tròn tiếp xúc ngoài trước nha. Rồi, để coi tôi nhận vẽ hai đường tròn tiếp xúc ngoài. Khi vẽ thì tôi khuyên các em lên vẽ một cái đường tròn to, rồi đường tròn sau này em vẽ nhỏ lên một chút xíu nha. Vẽ hai đường tròn cho to và đường tròn nhỏ. Đây là đường tròn tâm O này. Rồi, tôi vẽ đường tròn tâm O phải bên này nè. Nó nhỏ hơn một chút xíu nữa. Đừng có vẽ hai đường tròn bằng nhau nha các em. Khi nào người ta đã cho cùng bán kính thì em mới vẽ vừa bằng nhau rồi. Nha. Đây đường tròn tâm O phải. Nha các em. Rồi. Người ta nói nè. Tiếp xúc ngoài đây, tiếp xúc ngoài tại điểm này là điểm M này. Đó. Vậy ta để điểm M đây ha. Và chắc anh ta điểm này thẳng hàng luôn. Tiếp tục. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài AB. Tiếp tuyến chung là giống nhau nha. Ngoài AB là như vậy này em. Đây là tiếp tuyến chung ngoài. Đó. Thấy chưa? Đây, tiếp tuyến chung ngoài AB. A thuộc đường tròn tâm O nha. B thuộc đường tròn tâm O phải. Đó. Có nghĩa là AB đều là tiếp điểm của hai đường tròn hết. Vậy thì em muốn xác định được tiếp điểm chuẩn nha. Đúng nó luôn thì em phải sao em? Em phải căn vuông gì? Vuông góc cho nha. Đây. Tiếp tuyến là đường thẳng vuông góc có bán kính tại tiếp điểm. Đây vuông góc cho. Phải vẽ vuông góc cho nha. Và bên này tương tự như vậy luôn đấy các em. Đây là B này. Đó. Nghe các em. Rồi nối lại luôn cái này ra làm sao. Cái ăn phải nối rồi. Tiếp tục các em nha. Người ta nói nè. Tiếp tuyến chung trong tại điểm M. Đây này. Đây là tiếp tuyến chung trong tại M nằm đâu chứ em biết đâu. Tiếp tuyến chung trong tại M các em nhìn bạn nè. Nằm đâu. Nằm này nè. Vuông góc này này. Đặt thước rồi. Đây là tiếp tuyến chung trong này. Đó, đều vuông hai bên hết nha, cũng vuông nha. Đó, đây nè. Tiếp tuyến chung trong trong tại M cắt AB. Nha, cắt tiếp tuyến chung ngoài AB tại K. Đây là điểm K. Rồi, khi vẽ hình tới đây, các em từ từ đọc đề học gì, em phải phân tích những cái gì mình đã học, nha, những định lý gì ở đây có khả năng sử dụng được, nha, nghe nha, em học phân tích về xong tôi bảo đảm những câu sau nó liên quan đến những điều tôi nói hết, đọc, làm quen đi. Thứ nhất, bán kính, có đường tròn trong một đường tròn phải bằng nhau, và ở đây cũng vậy, bán kính đường tròn trong một phải hai phải bằng nhau. Tiếp tục các em. Nghe nè. Ở đây có hai tiếp tuyến cắt nhau thì chắc ăn nó bằng nhau. Chắc ăn nó bằng nhau. Cạnh này bằng cạnh này.
đây là hai cái tuyến cách nhau. Và tương tự đây hai cái tuyến cách nhau thì cũng bằng nhau. Wow, bằng cũng bằng nhau đó nha. Cảnh sát được đó. Nữa nè em, phân tích còn những cái gì nữa nè. Hai cái tuyến cách nhau tại một điểm. Điểm này tới tâm là phần vẽ. Từ tâm tới điểm này là phần vẽ. Sẵn sàng để chờ. Và từ đây đến đây cũng là phần giác, và từ đây ra đây cũng là phần giác. Tí coi có cái thác thì mình ra kiểu nha. Rồi giờ mình kê em quan sát từ câu đầu tiên, chứng minh A em B bằng 90 độ. Rồi. Rồi, cái cách này mà tôi nói này, nhiều lắm này. Không, em để bất cứ bài toán hình nào, dòng dòng cuối cùng phải cho chứng minh nguồn gốc. Đúng không? Vậy thì sao chứng minh A em B chỉ bằng 90 độ được? À, cái nghiên chứng minh đó bằng 90 độ này. Cái gì ạ? À? Cái gì mà tôi nói hoài á? Ấy á? Trong tam giác vuông, em còn nhớ không? Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh gì? Huyền. Vậy ngược lại, trong một tam giác đường trung tuyến là hai nhau nhau hả? Chứng minh được thì chứng minh đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy nè, ba nhau bằng nhau là có nghĩa là bằng AB chia đôi. Thì tam giác này là tam giác gì? Vuông. Nha, ta có đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này bằng AB chia 2. Nhưng mà chưa nha, mình phải chứng minh nha. Vậy thì mình dùng cách này để chứng minh đây vuông gì? Góc. Đó, em trình bày qua. Câu A nha các em. Câu A. Ta có em K bằng bằng gì em? KA. Mở ngoặc ra đại diện hai cái này luôn ha. Rồi em K này bằng KB. Mở ngoặc ra đại diện là tính chất hai tiếp tuyến cách nhau nha. Hai tiếp tuyến cách nhau, hai tiếp tuyến cách nhau tại một điểm, điểm đó cách đều hai hai gì hai đầu bút và ngắn hạn đúng không? Đó, cách đều hai tuyến điểm đó. Rồi vậy thì từ đây các em suy ra điều gì? Suy ra em K bằng KA và bằng KB và chính là bằng AB chia 2. Kết luận vậy này em K đúng không? Đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này bằng AB chia 2. Đường trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông, đúng không? Vậy tam giác AMB vuông tại M nha. Rồi sau đó các em kết luận nên góc AMB bằng bao nhiêu độ các em? 90 độ. Câu B nha các em. Câu B người ta yêu cầu là chứng minh góc OKO phẩy. Sao em? Vuông đúng không? Không, chứng minh tam giác OKO phẩy là tam giác vuông. Có nghĩa đưa về 90 độ chứ, đúng không? Nói cho em. Rồi, tôi nói lại nha. Tập này tập này. Rồi em quan sát nè. Chứng minh đây vuông nè. Cách nào? Em nhớ nè. Ở đầu bài á, lúc mà tôi vẽ hình xong tôi đã nói phân tích cái lợi cho các em. Đây là hai tiếp tuyến cách nhau thì lập tức cách nhau tại điểm, điểm này tới tâm là phân giác góc này và góc này. Và tương tự góc bên này và góc bên này. Mà em học trong những nhìn lớp 7 em có nè. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng bao nhiêu độ? Đúng không? Hay em hiểu là góc em có thể là đây là số 1, 2, 3, 4, giả sử như vậy đi. Em thấy hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau. Góc K2 bằng góc AKM chia 2. Có góc nghĩa là góc K2 này. K2 bằng K1 mà, đúng không? Bằng AKM chia 2. Rồi K3 này. Hai góc này bằng nhau, bằng MKB chia 2. Định dạng trước nha. Vậy xuống hàng góc K2 cộng K3. Hai góc này, hai này cộng này thì chính bằng hai này cộng này cùng chia 2.
mà hai này cùng mẫu đúng không? Dương mẫu là cộng tử với nhau. AKM cộng MKB à. AKM cộng MKB hai góc kề bù thì bằng 180. Mà 180 chia 2 thì bằng bao nhiêu? 90. Hai góc này 90. Lập tức tam giác OKO phải. À tam giác gì? Vuông nha. Vậy thì các em làm chậm chậm chút xíu nha, đừng làm nhanh quá. Rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn nha. Cái câu này còn có nhiều ý không? Không thôi mình phải AE bằng 8. Rồi, BE, rồi. Tính được dài, OM, mình đặt số được á. Rồi, có B nha các em. Mình nói nè, ta có KO là phân giác của góc AKM. Mở ngoặc ra, tính chất hai cái tuyến cách nhau. Nhớ các em, cách nhau. Rồi, từ đây suy ra, tôi không đọc số nha các em nha. Suy ra góc này nè, OK nha. Rồi, bằng góc OKA bằng AKM chia 2. Chúng ta đây là số 1. Bên này cũng vậy luôn, bên này chứng minh tương tự nha. Chứng minh tương tự. Suy ra cái góc này là góc này nè, góc MKO bằng góc O MKO phải nhé các em, bằng O phải KB bằng MKB chia 2. Em đặt đây là 2, lấy 1 cộng 2 là 2 này cộng này nè, OK em cộng MKO góc O MOK phải nha, MKO phải 2 này cộng này nè, chính là bằng 2 này cộng này, AKM chia 2 cộng MKB chia 2, 2 này cộng lại chính là góc OKO phải. 2 này cùng mẫu, những mẫu mình cộng tử lại với nhau, AKM cộng MKB, AKM cộng MKB là hai góc kề bù. Mà hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180 chia 2 bằng 90. Kết luận vậy, tam giác OKO phải vuông tại K. Cái cô B này còn một ý nữa các em nha. À, còn một ý nè, yêu cầu nè. Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính O phải. Vậy trước tiên em vẽ đường tròn đường kính O phải trước nha. Vậy thì em nè, O phải, em muốn vẽ đường tròn đường kính O phải thì em phải chia đôi O phải ra, đúng không? Xác định tâm trước để mới vẽ chứ, đúng không? Giờ phải xác định tâm trước nè. Rồi, xác định này. Đây trước khi là hướng cho nó có đường tròn nào. Đó. Mà tâm mình tự đặt tâm vô thì tí mình phải tự nói nha. Vậy tí mình đặt đến chữ Y đi, tôi gọi là Y nha. Tôi gọi Y là tâm của đường tròn đường kính O phải. Bài này căng thẳng chứ không phải đơn giản đâu nha. Có rất nhiều em bị sai đấy. Vậy cái xóa số 1 tới 2 nha. Hôm nay mình không làm một sai. Nó cắt cái này nè. Rồi có được vậy nè. Câu 3, làm cho nó chuẩn cho nha. Đây, tôi vẽ đường tròn đường kính O phải. Và em để ý nè, cái đường tròn đường kính O phải nó không nói nó đi qua K đâu nha. Mình vẽ đi qua K đấy nha, tự vẽ đi qua K đấy. Rồi, tôi xóa cái này đi nha các em. Rồi, xóa này luôn. Rồi. Đầu tiên tôi gọi Y đi, gọi Y là tâm của đường tròn đường kính O phải, chưa? Nghe các em.
tôi gọi trước đi ha. Câu B. Câu B có một ý nha. Đầu tiên tôi gọi Y là tâm của đường tròn đường kính O phải em quan sát này. Trước giờ những bài tập dễ cơ bản là gì? Em muốn chứng minh một đường thẳng đó là tiếp tiếp qua đường tròn, dễ lắm, chỉ cần chứng minh đường thẳng đó vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Có nghĩa là gì? Cái tiếp điểm, cái điểm đó đã nằm trên đường tròn rồi, đúng không? Là bài dễ, chỉ cần chứng minh đường thẳng nó vuông góc với bán kính tại tiếp điểm là sao. Nhưng cái bài này hoàn toàn này không phải vậy. Có rất nhiều em cũng hỏi tôi này, khi nào chỉ cần chứng minh vuông góc, rồi khi nào chứng minh vuông góc và chứng minh cái điểm đó thôi. Khi em đề bài em thấy á, cái điểm đã nằm trên đường tròn, sẵn rồi, nghe không? Cho nằm trên đường tròn sẵn rồi và muốn chứng minh đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn mà các cái đường thẳng này đi qua cái điểm đó, nghe không? Đó, cái điểm đó thuộc đường thẳng đó. Chỉ cần chứng minh rằng đường thẳng đó vuông góc với bán kính của đường tròn với đường tròn tại tiếp điểm luôn, tại vì điểm nằm trên đường tròn. Nhưng cái đề bài này nè, em để ý là em tự vẽ đường tròn tâm O mà, đường tròn tâm Y mà, đường kính O vậy mà, em vẽ nó tự đi qua K chứ đâu có nói K thuộc đường tròn, đúng không? Vậy thì em muốn chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn thì các em phải làm cho tôi hội tụ đủ hai ý. Ý thứ nhất là em phải chứng minh điểm K thuộc đường tròn tâm Y. Đây là cái điều các em rất là bị sai chỗ này, em quên chứng minh không chứng minh nó thuộc, nghe đó, hầu hết em nhảy vô rồi em chỉ cần chứng minh gì em AB vuông góc với KI thôi, đó nghĩa em chứng minh vuông góc là thiếu, tại vì đường tròn này đâu có nói đi qua K, đúng không? Đó, vậy thì bài này em muốn chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính O phải, thì em phải chứng minh K thuộc đường tròn đường kính O phải và AB vuông góc với KI. Tôi nói này nè, em nghe tôi hướng dẫn nhé. Xóa cái đường góc này luôn này. Em nhìn thấy bài này. Nói chung là cũng không có nặng mấy đâu, bài này vẫn có nhẹ anh em. Đó, em để ý ở đây, nhìn này, nó hướng dẫn cho các em hiểu liền nè. Em muốn chứng minh một điểm thuộc đường tròn dễ lắm. Nghe cho tôi. Muốn chứng minh một điểm thuộc đường tròn rất đơn giản. Chứng minh từ điểm đó tới tâm bằng bán kính của đường tròn đó. Lập tức nó thuộc đường tròn. Đúng không? Đó là trong những bài học đầu tiên trong toán hình đó, cái sách khoa các em đầu tiên nha. Và Y nha, Y là tâm của đường tròn đường kính O phải, dẫn đến OY bằng Y O phải, nó là bán kính. Em nhìn thấy máy em chứng minh vuông chưa? Vuông chưa? Chứng minh vuông chưa? Vuông rồi đúng không? Đang nhắc vuông đường trung tuyến, đây có phải đường trung tuyến không? Đường trung tuyến đứng với cạnh huyền đi bằng nửa cạnh gì? Nguyên. Vậy cạnh này bằng cạnh này bằng cạnh này không? Vậy có phải bằng bán kính của đường tròn đường kính O phải không? Vậy điểm K thuộc đường tròn đường kính O phải hay là thuộc đường tròn tâm Y? Đúng chưa? Đó. Đó. Rồi con chứng minh vuông góc. Em nhìn đây. Nhẹ nhàng. Đoạn này bằng đoạn này. Đoạn này bằng đoạn này. Em nhìn nó tứ giác O, A, B, O phải là hình gì? Hình thang. Chính xác là hình thang vuông. Nhưng mà đây hình thang là đủ thành công. Hai này song song với nhau. Tứ giác có hai cạnh đối song song với nhau là hình thang. Mà hai này song song với nhau vì sao? Vì nó cùng vuông góc AB. Em thấy hai này cùng vuông góc AB thì lập tức song song. Mà song song thì nó là hình thang. Mà đường thẳng nối liền trung điểm hai cạnh bên của hình thang gọi là đường gì? Đường trung bình. Đường trung bình thì cạnh này như nào với cạnh này? Song song. Mà đây vuông thì đây có vuông không? Vuông. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Nhanh quá. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Này song song này mà đây vuông thì đây cũng vuông, đúng không? Lập tức vuông góc. Kết luận AB chính là tiếp tuyến của đường tròn đường kính O phải. Nha các em. Các chị các em coi đơn giản nha. Rồi.
À, ta có cái y bằng o y bằng y o phẩy bằng o o phẩy chia hai. Đây, trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Và điều này nói lên điểm K thuộc đường tròn tam giác. Em đặt đây cho tôi là số 3 đi Phật. Lúc nãy mình dùng số 1, số 2 đâu. Đúng chưa? Thấy không? Chúng mình hồi dễ không? Chúng mình điểm đường tròn tam giác, chúng mình điểm nó tới tâm mà văn kết của đường tròn nó là thành công. Rồi. Ý tiếp theo. Giờ tôi chúng mình nhảy lần 2. Rồi. Ta có. Tiếp tục. OA song song với O phải B. Giải thích nè. Vì cùng vuông góc AB. Vì cùng vuông góc AB. Đấy. Nên tứ giác OAB O phẩy là hình thang. Mà nè, AK bằng KB mở ngoặc ra chứng minh trên. OI bằng IO phẩy chứng minh trên nè. Hay là đây chính là bán kính của đường tròn được kính hộ. Hai cái bán kính trong một đường tròn bằng nhau, đúng không? Đường thẳng nối liền trung điểm hai cạnh bên của hình thang thì lập tức em suy ra là KI là đường trung bình của hình thang OAB. Rồi thì cái em suy ra đi nha. Rồi, và đây là thế nào, suy ra nó là đường trung bình thì nó song song với hai đáy KI song song với OA, lại có OA vuông góc với AB, suy ra KI vuông góc với AB. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Em đặt đây là số 4 cho tôi. Từ 3, 4 xinh đẹp. Đây, điểm K này đã thuộc đường tròn tâm Y. Rồi KI là đường thẳng này vuông góc với bán kính của đường tròn. Đúng không? Từ 1, 2, từ 3, 4 xinh đẹp. AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính ô ô phải. Em chỉ mời bạn nhé. Làm sao đây cô sẽ cho A em bằng 8. Ồ, từ đây em bằng 8 nha. 8 nè. Rồi, tiếp theo các em nha. A em bằng 8, B em bằng 6. Đây, 6. Cái 6, 8 mà nghĩ 10 liền à. Để dù đi thi không tính được cái kia, nhưng mà tính được khúc này à, thế này cũng có điểm với nhà. Tôi nghĩ chắc anh nó liên quan nha. Đó, các em tính được AB trong đầu, soạn tính được AB nha các em. Rồi, tính được AB làm được cái gì đây? Yêu cầu tính độ dài OM. Wow, bắt tính từ đây đây cơ. Tính từ đây này. Đó, bán kính nè. Ô em ạ. Đó, các em suy nghĩ được đấy ha. Thì các em quan sát nè. Đó. Nãy tôi vừa định dạng này nha. Có 8, có 6 đúng không? Thì định lý Pitago tìm AB ra 10. Mà hai ngày bằng nhau chia đôi 5 năm. Đây cũng bằng 5 luôn. Đó. Rồi, tiếp tục nè. Em. Ở đây chắc anh là đường trung trực rồi. Đây, cái đoạn này bằng đoạn này nè. Là OA bằng OM này bằng này, đúng không? Rồi à, đường trung trực đi qua trung điểm và vuông góc này. Vậy cái cạnh này nè, cạnh này ha, cạnh này ba gạch này, bằng cạnh ba gạch này chia đôi là 8 nè, 8 chia đôi ra bằng bên này 4 nè, 4 nè, có 4 có 5 ở đây,
Rồi tôi dùng lý thứ 4. Nghịch đạo bình phương đường cao ứng với cạnh hình bằng tổng nghịch đạo bình phương các cạnh vuông thì nó OA, mà OA chính là bằng OM. Xong rồi. Nha, phải đầu tiên. Ví dụ đi thi bí mà không đâu tìm OM ở đâu, nhìn Pythagore thì mà em có điểm rồi đó nha. Đừng chút xíu điểm nha. Rồi, em nhìn bài 3 nè. Tôi sẽ cho em. Rồi, đầu tiên rồi áp dụng định lý Pythagore trước. Cũng khá dài đấy các em nha. Trong tam giác vuông OAM, OAMB chứ, đúng không? AB là cạnh huyền á, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh vuông. Cái này thủ tục thôi đúng không em? 6 bình cộng 8 bình, 6 tháng 10 mà đúng không? Rồi, vậy từ đây có AB là suy ra AK luôn. AK bằng KB bằng 10 chia 2 ra bằng 5 nha, bằng AB chia 2 đó bằng 5 cm. Tới đây giờ nhưng mà phải đưa ra 44 mới được nha các em nha. Rồi ta nói ta có OK là đường trung trực của AB nhưng mà ở đây chưa có điểm gì hết nha. Tôi gọi N đi đó hoặc EF gì đó. Rồi tôi gọi trước đi, gọi N là giao điểm của AM giao với OK nha. Ta có OA bằng OM, bán kính của đường tròn tâm O, đúng không? Rồi tiếp tục AK này bằng gì em? KM đó. Từ đây suy ra OK là đường trung trực của OK là đường trung trực của ai em? Nên lúc này AN bằng NM 8 chia đôi ra bằng 4 cm. Tới đây tôi áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông AOK, nghịch đạo bình phương đường cao có nghĩa là 1 trên AN bình phương á, ứng với cạnh huyền đó em, bằng 1 phần AK bình cộng cho 1 phần OA bình. Cái này dùng máy tính luôn nha em nha, em rút máy tính nè, làm trên máy tính luôn. AN là 4 bình phương á, AK là 5 bình nè. Bấm group máy tính nó bấm shift show luôn. Đặt tên là chữ X này nha. Làm như máy tính luôn, không có làm tay quy động nào thì dài lắm. Xuống hàng OA. Bấm shift show, nhớ shift show 10 á để tìm năng nghiệm dương cho trước mình. Nó có hai nghiệm, nghiệm âm và nghiệm dương á. Nha. Đáp số bằng 6,67. 6,67. Xong đi mày. Kết luận vậy. Nhưng mà đến OM mà OM chính là bằng OA. Đó. OM và OA là bán kính của đường tròn tâm O. Vậy 36,67 cm.